Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh. Kamo thắc mắc rằng mấy ngày nay Di Dâu toàn trốn lên sân thượng ăn trưa một mình mà không phải cùng với Akaji. Hỏi thì ông nhõi này cứ né né tránh tránh, rồi lại nghĩ bậy nghĩ bạ thật méo thể hiểu nổi. Sioji lúc này đang chật vật với đống rác phải đổ này thì Nasumi cùng với Sachi đến giúp đỡ. Sẵn tiện thấy hai thằng được dựa mới đi qua nên Sachi hú vô phụ luôn. Thanh niên Kamo được gái búp sức mạnh liền xung phong một mình cân hết cái đống rác này. Nhưng cái gì cũng phải chia đều nên mỗi người một túi, chỉ trừ di dâu và Di tự dưng bị bắt đi đổ chung một cái bịch lớn. Điều này làm Di ngại đỏ hết cả mặt trốn đi ngay lập tức, bỏ lại di dâu đau đớn khổ sở khi nhận cú sốc lớn. Một lúc sau Akazi ngồi với hai đứa bạn thân của cô cùng nhau ăn vặt tán phét về cuộc sống. Thấy cả hai ai cũng muốn nói gì đó nên cô đề nghị oản tù tì cho nhanh. Sachi thua nên hỏi luôn cô có tình cảm với di dâu đúng không? Akazi lại thẹn thùng không biết trả lời như thế nào, còn Minami thì có vẻ như cô không để tâm mấy nữa rồi. Nghe thấy điều này cả hai đều khuyên cùng một câu rằng tên Di Dâu chỉ là do hoàn cảnh đưa đẩy nên mới thấy thích thích thôi. Cả hai quyết định sẽ tạo cơ hội cho cô tấn công thẳng vào Minami một lần và mãi mãi. Đang đau đầu vì không biết giúp bằng cách nào thì vô tình thấy được tờ rơi lễ hội sắp tới. Tối hôm sau, Akazi nhờ Di Dâu thắt hộ cái dây ở sau lưng để cô đi chơi với Minami. Nghe nhỏ này cứ Minami này Minami nọ khiến cậu rất khó chịu nói thẳng ra là ghen. Xong phần thắt dây tiếp đến là cuốn duy băng. Sau đó cô đến lễ hội như đã hẹn gặp hai con bạn thân. Theo kế hoạch thì Minami sẽ đến đây đi chung với mọi người nhưng tại sao giờ đây cô lại cảm thấy khó chịu đến như vậy? Giờ đây cô lại nghĩ đến di dâu thì làm sao mà chuyên tâm đi chơi với người khác được cơ chứ? Bà thanh niên có nhiệm vụ hẹn Minami đã tới nhưng nhân vật chính lại méo thấy đâu. Chỉ thấy đứa nào cũng cúi đầu xin lỗi vì Minami phải đi làm đồ xuất. Anh chàng tóc cam này là Teja cũng thích Akazi lâu lắm rồi nên ngỏ ý muốn đi chơi cùng cô tối nay. Ngọn cỏ ven đường mà đòi với được tới mây Hà mày? thanh niên bị Sachi đuổi đi ngay lập tức. Akaji lúc này chỉ cảm thấy khá tức nuối vì đã chuẩn bị từ rất sớm, làm mọi thứ cho thật hoàn hảo nhưng người ấy lại không đến. Đã thế khi cô ngước mắt lên thì lại thấy Minami đang đi chung với Seoji đi dạo chơi lễ hội, đứa nào kêu đi làm đâu bước ra đây. Akaji lúc này đã thật sự sụp đổ nhưng sự thật Minami chỉ đang giúp Seoji đi mua đồ rồi lập tức đến chỗ làm. dâu bên này cũng đang thẫn thờ ngồi chờ pháo hoa ở ngoài ban công. Cứ nghĩ đến cảnh nhỏ vợ của mình đi chơi với thằng khác là lòng cậu lại nổi hết cả lửa lên. Cơn ghen đang trỗi dậy nhưng làm gì được bây giờ. Đột nhiên Akaji lại gọi đến khóc lóc xin lỗi cậu. Di dâu lập tức chạy đi kiếm nhưng mở cửa ra lại thấy cô đang ngồi ở trước cửa. Nhìn cô thế này ai mà nỡ giận dỗi ghen ghét cơ chứ. Di dâu chỉ nhẹ nhàng nói một câu mừng cô đã về. Nhờ vậy mà đêm nay hai vợ chồng lại ra ban công ngắm pháo hoa với nhau. Không khí đang dần trở nên ấm áp hơn nhờ có di dâu ở cạnh bên đang thắt thì lại quên cách làm nên di dâu lấy điện thoại ra xem lại. Vô tình cái cảnh này đập vào mắt người xem, phận làm FA nhưng tôi lại cảm thấy vui cho cả hai chứ không hề khó chịu một chút nào. Pháo hoa cũng đã đổi sang hình trái tim và đây là đêm đáng nhớ của hai người. Cuối cùng cũng đã đến ngày phát điểm của tháng này. Lần này cả hai đứng tận hạng 13 toàn trường nhưng vẫn chưa lọt top 10 nên không thể đổi cập được. Thôi thì lại là vợ chồng một tháng nữa vậy. Lúc ngâm mình trong bồn tắm, Di Dâu lại suy nghĩ về cô vợ hờ của mình cậu nghĩ tới cảnh đánh mất Akaji. Đang nghĩ lung tung thì Akaji xông vào hét lớn kêu cứu mặc dù cậu đang trần như nhộng. Hỏi ra thì mới biết bên ngoài có con nhện hù cho nhỏ này sợ hãi tột cùng. Cô kéo cậu ra ngoài ngay lập tức mặc kệ cậu có mặc đồ hay là không. May mà vẫn với được bộ đồ mặc vào và ra ngoài xem nhện phương nào mà đáng sợ vậy. Thấy cô miêu tả con nhện nó to như này thì đúng thật là sợ hãi. Tạm thời nó đang trốn nên Akaji bắt cậu phải theo sát cô đến khi nào bắt được nó thì thôi. Hai người đi ra phòng khách để Akaji sơn móng tay. Cái gì đến rồi nó cũng sẽ đến, Akashi kêu cậu ở ngoài cửa chờ cô đi xong rồi làm gì thì làm. Cái tình huống chờ trêu này bất kỳ thằng trai tân nào cũng muốn nhưng Di Dâu thì không, thấy cô xong rồi nên cậu cũng muốn vô giải tỏa cho thằng nhỏ bớt biểu tình. Đương nhiên cô cũng biết ngại nhưng nếu là Di Dâu thì chuyện này nhờ được. Thấy Di Dâu giải quyết xong xuôi rửa tay sạch sẽ thơm tho rồi thì cả hai mới ra ngoài phòng khách ngồi chơi tiếp. Akashi thấy sữa chua cậu đang ăn ngon quá nên bắt cậu đút cho ăn. Nói là vậy nhưng cái cảm giác này đúng thật là mốt mà. Akaji lúc này tự dưng lại nhắc đến lúc không phải vợ chồng. Cô hỏi cậu có muốn hẹn hò chính thức không nhưng thấy im quá nên cô kêu đủ thôi. Lúc này bé nhện siêu to khổng lồ xuất hiện ở trước mắt Akaji nên cô dễ nảy cả lên đòi di dâu giết nó lẹ lên. Nhưng cái tay đang ở chỗ đó thì giết thế méo nào được. Cả hai tạm biệt nhau về phòng ngủ nhưng Akaji lại cứ suy nghĩ đến phía bên kia bức tường không ngủ nghỉ gì được cả. Sioji lúc này cũng đang tương tư nhìn trang nhìn sao. Thấy vậy nên Minami ra hỏi thăm thì cô mới kể với cậu nụ hôn đầu đời đã bị người ấy lấy mất nhưng cô lại không thể chủ động được mà cứ giữ chuyện này ở trong lòng minami nghe xong cũng đỡ hết cả người hình như là yêu sioji luôn rồi cậu khuyên cô vài câu khiến cô phấn chấn lên và có thêm động lực chiều hôm sau cô bàn với mây về bộ đồ sẽ mặc sắp tới nhưng có vẻ như toàn bị người ta tán tỉnh thôi nhìn là biết mây thích sioji nhưng muốn bạn hạnh phúc nên cố gắng đẩy thuyền mà thôi Tại ra với tư cách chồng hờ của mây chạy ra kêu hai người tối nay ngủ chung với nhau đi vì cậu có việc bận sioji nghe xong rất vui mừng liền nghĩ ra đủ trò sẽ làm với mây tối nay Mây cũng đang ngồi nói chuyện với COG về tối nay ăn gì, mặc gì và làm gì. Nghe có cái tắm chung thì đúng bài rồi. Hết hứng nên kiếm cơ về trước. Ông nhõi di do lúc này thì bị kẹt với thằng bạn Camo. Ngồi nghe nó than trời than đất về cái sự ghen tị với mình nghe cũng vui tai. Nhưng cây quá hóa rồi rồi. Thằng này định hôn cậu để đè lên nụ hôn của COG cho bỏ ghét. Trùng hợp thay cô lại vừa đi ngang qua nên di dâu đấm cho thằng ngu này một phát rồi chạy đến giải thích với COG. Nhưng đầu cô chỉ nghĩ đến nụ hôn đó nên méo quan tâm lắm. Nói được vài câu thì Di Dâu tiễn cô về tới cửa. Trên đường đi Siêu Di nhắc đến nụ hôn lúc ở phòng y tế và nói rằng không để ý đến nó lắm đâu. Chuẩn bị hôn rồi thì ông tác giả lại chơi trò mất nết cắt ngang cái dệt và cũng kết thúc luôn cái video này. Càng ngày càng cuốn phải không các bạn? Tôi cũng muốn coi tiếp cái cặp đôi này lắm rồi nhưng phải đợi đến khi tập mới ra nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào phần sau.